Rồi, ba là ai ba? Đây. Cứ đang nói gì nói. Con để cho con ra làm lễ trước. Chưa. Rồi, để ba nói đi. Ba nói đi sao? Để nói là cho ông nó kỳ. Mẹ bỏ tay xuống đi. Mẹ bỏ tay. Em cứ nói đi. Không, ông ngoại nói lại đi. Không nói, anh nói em. Anh nói đi. Xin lỗi. Kỳ khúc. Ông ngoại được rồi, mà cứ nói giới thiệu đi. Ba cái sorry, em xin lỗi. Sau đó hai vợ chồng chủ triều ở Texas, cháu tôi.